Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm video về game Valorant Zombie. Hôm nay mình thử nghiệm trên phiên bản VZ1 Skill Toilet nhé. Thì đây là con zombie đây. Skill Toilet. Đây là con Gargantua Skill Toilet nhé. Let's go. Thì mình vẫn thực hiện là chơi bản đồ Suvivon Line đây. Suvivon Line. Thì mình sử dụng cái meter này. Đấy, đây là One Loot nhé. One Loot Speaker. Đấy. Hôm nay mình sử dụng hai cây thôi. Tức là sẽ thực hiện là trồng rất nhiều speaker. À, trước hết là mình dọn dẹp bản đồ nha cho nó ok đi. Rồi, bắt đầu zombie xuất hiện rồi. Zombie bắt đầu xuất hiện rồi. Đây là Tribeter TV nha các bạn nha. Đấy, Tribeter TV. Một sự thay đổi đáng kể trong map này. Đấy. Cây blend đã được trồng với 3 vị trí đấy, hàng 1, hàng 2, hàng 3. Tuy nhiên là blend này là max level về máu nhé. Thì đây là một trong những phiên bản mod rất là mới Theater TV. Thì con cây blend này là bắn ra là toàn phát ra ánh sáng nhé. Bình thường các bạn thấy là blend Theater là bắn bình thường thôi, nhưng cái này là bắn ra ánh sáng cũng như là quân nút cơ đây, bắn ra tia sóng điện từ đây. Đấy, số lượng zombie đã được tiêu diệt đáng kể rồi. Đấy, số lượng blend mình đã thực hiện là trồng rất là nhiều. Đây thì là một bản đồ mốt rất là có sự khác biệt so với lại các cái bản mốt khác. Là toàn bộ đây là cây blend là mình được thay thế toàn bộ các cái cây cũng như là con zombie là theo cái nhân vật mới, nhân vật là khi đi là trong cái game Skill Toilet mới, một trong những nhân vật rất là mới, game rất là hot. Số lượng zombie đây các bạn thấy là rất là nhiều. Đây là một trong những con zombie Skill Toilet Ami. Đây mình cố gắng là trồng lấy ba hàng blend thôi, tăng cái sức chiến đấu cho cái hàng phòng thủ của chúng ta. Với tuy nhiên với cái số lượng zombie rất là nhiều này, rất là nhiều, nhưng chúng ta phải xử lý con mới ba hàng cây này, xử lý rất là nhanh, rất là nhanh. Số lượng zombie đã được tiêu diệt đáng kể rồi. Bắt đầu thấy xuất hiện con zombie Gargantua, ghi Gargantua rồi. Đây là một trong những con zombie là máu rất là nhiều. Máu rất là nhiều. Con này có khả năng là tấn công bằng đầu nhá. Bình thường như con zombie Gargantua thì nó có cái thánh giá để thực hiện là tấn công hàng phòng thủ. Tuy nhiên là cái này là bản mốt mới, cho nên là con này là tấn công bằng đầu. Tấn công bằng đầu. Ra đòn tấn công bằng đầu rất là lợi hại đây. Đấy, số lượng zombie cũng đã được thực hiện là khi con Gargantua là đây, cùng nhau một con zombie mà lên cái toilet thực hiện là tấn công tiếp bằng đầu. Rồi chúng ta bắt đầu chuyển sang class số 2 rồi. Riêng mình sẽ thực hiện là thay đổi một chút là mua hàng Coca-Lông nhá. Coca-Lông là một trong những cây rất là mạnh đây. Đấy. Coca-Lông rất là mạnh nhá. Bắn rất nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên là đạn đây là đạn như đạn súng cối luôn. Các bạn thấy là ra một cái là đi một hàng zombie luôn. Đây, như này. Đấy. Toàn bộ đấy, chỉ hai hàng thôi. Hai đạn là một loạt zombie đã đấy, ra đi luôn. Đúng chưa? Đó, bắn như thế này. Chúng là con zombie Gargantua chịu được ba lá đáo pháo. Ô đấy, 4 lá nha. Chính thức con số chính thức là 4 lạ thì là con zombie
sang ăn tua đi. Còn con Emily zombie thì là chỉ chịu được một phát cốc cá lông, đạn bắn rất là mạnh. Đấy, một phát. Đến phát thứ ba là bắt đầu đai. Phát thứ tư là đai hết nha. Một trong những cây phòng thủ rất là mạnh. Đúng bốn phát đạn là coi như một đàn zombie hy sinh luôn là tức. Hiện tại trên bản đồ là các bạn thấy là xuất hiện con zombie mới. Con này là con zombie Green Master Sắc. Đấy, một trong những nhân vật quái vật rất là mới ở trong hot trend ở thị trường gaming. Đây, màu tím đây là con Sắc nha, Green Sắc nha. Bắt đầu xuất hiện con zombie Sắc Box rồi, Sắc Box. Team Sắc Box là một trong những con zombie đánh bom cảm tử đây. Đây mình thực hiện là trồng thêm hàng cây nhá, cây tháo cá lông này tăng cái sức tấn công. Ok nha, bắt đầu chuyển sang chế độ random nha, random pháo cá lông để cho nó bắn cho nó chất nha. Đấy, một lúc là 5 pháo cá lông thực hiện là nã đạn vào hàng zombie luôn. Có dàn pháo cá lông này rất là yên tâm, phòng thủ không có gì phải suy nghĩ cả, pháo bắn rất là khỏe. Mặc dù zombie xuất hiện rất nhiều nhưng mà nó tiêu diệt trong chốc lát thôi là xong hết toàn bộ hàng zombie của chúng ta. Các bạn thì thế trận của chúng ta vẫn mạnh hơn bởi vì toàn bộ hàng cây này đã được mốt hóa, được HP là bất tử luôn nhé. Rồi ok, video của chúng ta đến đây là kết thúc nha, goodbye.